Hello teachers. How are you today? I'm so-so. And you? Yeah, I'm okay. Did you go to school today? No. I go to school on Friday. Yeah. You say I will go to sẽ đi học. Okay. Do you like school? Yes. Yeah, okay. Today we will also learn about school. And before we start to the lesson, let's look at the homework. Okay? Đóng luôn cô nhỉ. Okay. Can tell me the answer. Difficult. Difficult. Opposite of easy. Yes, to one E. Too boring. Opposite of interesting. Mm-hmm. Funny. Jockeys should be this. Mm-hmm. Scary, dark places can be this. Exciting, this is a food. Fun, feeling, history, studying things from long ago. Mm-hmm. Geography, studying countries, mountains and rivers. Mm-hmm. Computer science, studying using cái từ này em không biết đọc ạ. Technology. Music, studying sound made in instruments. Hmm. Math, studying with numbers. Okay. Let's look at letter I. Can you read it again? This is a good. Good? A good. Fun feeling. Cái nghĩa là gì nhỉ? Cái này rất tốt. Đây là một gì? Mình sẽ phải dịch từ cái danh từ. Danh từ chính ở đây là gì? Feeling. Feeling là gì nhỉ? You know? I don't know. Cảm xúc, cảm giác. Feeling. Vừa rồi mình đọc nhầm thành food đúng không? Vâng. Good. Đây là một cái cảm giác vui vẻ. Funny. Tiếp theo đó là A. Studying using technology. Thì technology có nghĩa là công nghệ. Đọc mà technology à cô? Technology. Có nghĩa là công nghệ. Mình hay nói là khoa học công nghệ đấy đúng không? Khoa học science, technology, công nghệ. Okay, so let's start with today's lesson. And now you will listen. We will listen three students talking about their school. Tức là chúng ta sẽ nghe ba bạn học sinh khác nhau nói về ngôi trường của họ. Wider World 4. Unusual Schools. Track B46. Page 94. Activity 1. Listen and read. Then number. 1. My new school in Tokyo is great. It's international, so I have friends from 40 different countries. They always speak to me in English. Their English is great. I'm learning Japanese,
It was difficult at first, but my friends were kind when I said the wrong words. Now it's easy. Kai, 12, Japan. Where is he from? Bạn này đến từ đâu nhỉ? He from Japan. Yeah. How old are you? How old is he? Sorry. Bạn này bao nhiêu tuổi? How old is he? Họ làm gì nói về tuổi cô? Yeah. What kind of school do he study? Bạn ấy theo học ở ngôi trường gì nhỉ? Mình có nghe Tokyo, thấy là in Tokyo. International nghĩa là gì nhỉ? Trường quốc tế à? Yes, trường quốc tế. Và họ nói ngôn ngữ gì nhỉ? What is the languages in the school? Tiếng Anh à? English. English. Yeah. Next. 2. I love my school. I go to a special school in the mountains. Students go there to study winter sports. Every day, after studying geography, math, and other subjects, we do sports for 3 hours. We go skiing and snowboarding. Some students from our school went to the Olympics. I want to be a famous skier too. Abby, 14, Canada. Guys, where is her school? Có gì đặc biệt nhỉ? Mình có nghe thấy từ mountain không? Có. Yeah, in the mountain. Yeah. And how old is she? Ôi, bao nhiêu tuổi? Đầu tiên là tên này, Abby này, sau đó là gì? Mình chưa nghe được đúng không? Ok, chúng ta sẽ nghe. 14 đúng không? À, 14 đúng không cô? Yeah. 14. 14 là bao nhiêu tuổi nhỉ? Là 14 tuổi. Yes. Right. 3. I live in my school because it's a boarding school. My friends and I all live in rooms next to the school. I love living with my friends, and the teachers are all very nice. In the evening, there are a lot of activities. We can watch movies or go swimming, but usually we have homework. Matu, 12, Kenya. Okay. Yeah. Trường của bạn này là trường gì nhỉ? What kind of school? Trường nội trú, boarding school. Yes, boarding. Okay, now you read out loud after you listen. Yeah. Giờ mình sẽ đọc to và dịch. Wow. My new school in Tokyo is great. It's in international, so I have friends from 40 different countries. Mm-hmm. They always speak to me in English. Their English is great. I'm learning Spanish. It was difficult at first, but my friends were kind when I said the Wrong words. Loud is easy. Okay. 12 span. So how old is he? Bạn là bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. 12. Okay, let's pay attention to your pronunciation with some words. Một số từ mình cần chú ý. International. International. Okay, international. Yeah. Yeah. Wrong. Wrong chính là bằng cái tạp gì? Fall nghĩa là gì nhỉ? You know? Sai. Right or wrong, không đúng hay là sai? Yeah. Wrong. Sai. Yeah. Can you translate it into Vietnamese? Yeah. Trường mới của tôi. Mm-hmm. Trường mới của tôi là ở Tokyo. Nó rất tuyệt. Đó là một trường quốc tế.
So, vì vậy đúng không? So, tôi có người bạn đến từ 40 vùng khác nhau. Yes, 40 quốc gia khác nhau. 40 different countries. Họ luôn luôn nói với tôi bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của họ rất tuyệt. Tôi đang học tiếng Nhật. Yes. Japanese, tiếng Nhật. Yeah. Nó rất khó ở buổi đầu, nhưng những người bạn của tôi đã rất tốt và tôi nói. Khi mà tôi nói những từ này sai à? Rồi, khi mà tức là khi mình nói sai, có thể là sai ngữ pháp hoặc sai từ vựng gì đó, khi mà mình nói sai, khi tôi nói sai thì các bạn ấy cũng không chê đúng không? Vâng. Bây giờ nó rất dễ. Yeah, now it's easy. Yeah. Ở đây chúng ta lưu ý. At first nó không chỉ là ngày đầu hay là buổi đầu mà nó là có thể là cả thời gian đầu, nó ban đầu. Yeah. Next. I love my school. I go to a special school in the mountains. Students go there to study winter sports every day after studying geography, math, and other subjects. We do sports for 3 hours. We go skiing and slow boarding. Some students from our school went to the Olympics. Mm-hmm. I want to be a famous skier too. Yes, thank you. Very good. Only one word. Famous. Famous. Do you know its meaning? Nổi danh hả cô? Yes, nổi tiếng. Wow. To be a famous skier. Can you translate it? Dịch giúp cô nào. Wow. Tôi rất thích ngôi trường của tôi. Yeah. Tôi đến một ngôi trường đặc biệt trên một ngọn núi. Ở trên núi. Wow. Những học sinh ở đây. Học sinh ở đây. Go there tức là đi đến trường đúng không? Wow. Học sinh đi đến trường. Đi đến trường học. Đến trường để học cái gì nhỉ? Có phải là để học kiểu như là học thể thao tuyết à? Học các môn thể thao vào mùa đông, tức là các môn thể thao mà liên quan đến tuyết thường như thế đúng không? Các môn vào mùa đông. Mỗi ngày sau những tiết học, yes, địa lý, toán và những môn học khác, chúng tôi đã do sport tức là chơi thể thao cho 3 tiếng đồng hồ. Trong vòng chúng tôi chơi trong vòng chúng tôi skiing là gì nhỉ? Skiing giống như là cái môn trượt tuyết đúng không? Wow. Chúng tôi chơi trượt tuyết và từ này em cũng không biết luôn. Lướt ván, snowboarding, thực ra những cái môn này nó chỉ khác nhau ở cái dụng cụ mà chơi ấy. Wow. Nó đều liên quan đến tuyết. Wow. Ván, boarding là cái ván, snowboarding tức là có cái ván trượt, còn skiing thì chỉ là trượt thôi chứ không còn ván. Wow. Một vài học sinh từ trường của tôi đã đến được đỉnh Olympic. Tham gia Olympic. Tôi muốn trở thành
skier là người trượt tuyết đúng không? Ừ. Ski là động từ đúng không? Ờ, danh từ người. Tôi muốn trở thành một người trượt tuyết nổi tiếng. Tôi cũng muốn trở thành một người trượt tuyết nổi tiếng. Yes. Đây là một vận động viên chẳng hạn. Cái cách thành lập với người này giống như là teach, động từ teach. Thì khi mà thành người giáo viên thì sẽ thành tí gì? Ví dụ nha, con đang ví dụ động từ teach có nghĩa là dạy đúng không? Động từ gì á? Teach. Teacher. Là dạy ạ. Teacher. Thì tương tự như thế chúng ta cũng có cách thành lập là ski, động từ đúng không? Vâng. Skier. Yeah. Next. I live in my school because it's a boarding school. Mm-hmm. My friends and I all live in rooms next to the school. I love living with my friends, and the teachers are all very nice. In the evening, there are a lot of activities. We can watch movies or go swimming, but usually we have homework. Yes, very good pronunciation. Thank you. Okay, now let's translate it into Vietnamese. Tôi sống ở trường. Mm-hmm. Bởi vì đó là một trường nội trú. Yes. Những người bạn của tôi và tôi đều sống ở trong phòng bên cạnh ngôi trường. Yeah. Tôi rất thích phòng khách. No, I love living with. Ở đây thực ra nó là động từ live. Live. Sống cùng. Là động từ sống đúng không? Với từ sống cùng với ai đó. Ở đây tại sao là living? Tại vì sau là động từ love cộng với verb thêm doing. Yeah. Tôi thích sống cùng những người bạn của tôi và cô giáo và thầy cô giáo. Họ đều rất đẹp, rất là tốt đúng không? Ở đây nói về personality, tính cách đúng không? Yeah. Vào buổi tối có rất nhiều hoạt động, chúng tôi có thể xem phim, movie, phim hoặc là đi bơi. Nhưng thường xuyên chúng tôi thường xuyên có bài tập. Yes, buổi tối thì có thể xem phim hoặc đi bơi nhưng mà thường thì phải làm bài tập đúng không? Wow. Okay, now activity. Then you number. Nó sẽ nối đúng không? Đoạn văn thứ nhất, one với A, B, O, C. One là gì? International school. Là chùa cô. Người ta bảo tích, à người ta bảo đánh số mà. Đánh số, rồi mình sẽ đánh số vào bức tranh thì A với A, picture A. Picture A là what number? Two. Special school in the mountains. B. B là one. B là gì? Hình ảnh của gì? C. Kenya. Kenya là ở đâu? You know? Kenya là một đất nước ở châu Phi. Yeah. Yeah. Nhưng mà nào. Cái em tưởng là cái tranh ba này là phải vào tranh C ấy cô ạ. Bức tranh của ba bởi vì họ nói là vào buổi tối chúng tôi có rất là nhiều hoạt động thì em với cả sống cùng nhau thì em nghĩ là cái tranh số 3 thì phải vào C cô ạ. But this is not in the evening. Đây không phải là buổi tối đâu, đây có thể chỉ là một giờ học computer science, giờ học máy tính. Yeah. And you see in picture C, a lot of people from other countries. Rất là nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau đúng không? Yeah. So, nó sẽ là international school. Wow, yeah. Number one, and
B. Number 3. Tại sao? Vì da đen là ở châu Phi đúng không? Kenya. Okay? Yeah. Yes. Activity 2. Arts and answers. Yeah. Question number 1. Who lives in a school? Mm-hmm. Who? Remember your name? Ismatu. Mm-hmm. Có ba bạn đó là bạn gì? Kai, Abby, Matthew. Okay, yeah, alright. Next question. Who is learning Spanish? Is Kai. Yes. Yeah. Three. Who does sport for 3 hours a day? Is Abby. Abby. Yeah. Mm-hmm. Who has friends from 40 countries? Is Kai. Kai. Thank you. Next. Which school in activity 1 do you want to go to? Câu hỏi này nghĩa là gì nhỉ? Hỏi gì nhỉ? Which school, ngôi trường nào ở trong cái... Ngôi trường nào ở trong hoạt động 1, bài 1 bạn muốn tới ạ? Thế là có 3 cái ngôi trường như thế thì bạn muốn tới ngôi trường nào? Which school do you want to go to? I want to go to... Whose school? Kai's school? Is Abby's school or Matthew's school? I want to go to... in block 2. School in the mountain. Mình có thể nói là tôi muốn đến trường của Abby đúng không? Nói là I want to go to Abby's school. Next. What do you like about your school? I like skiing. No, I think your school in real. Tức là hiện tại cái ngôi trường của mình đang học ấy. What do you like about your school? I like play football. Còn why? Tức là tại sao bạn lại muốn đến trường của Abby đúng không? Thì bởi vì I like skiing. Yeah. But you, what do you like about your school now? You like your friend or you like your teacher? I like my friends. Do you like your teachers? Are they nice? Yeah, they very nice. Or some of them are nice. Yeah. Yeah. Next. What? Activity 4. Yeah. What is important about school for you? Tell a friend. Now, can you tell me? Okay, tell me. Điều gì là quan trọng đối với bạn về trường học? Take some example. Ví dụ như là gì? Good friends. Yeah. Or a swimming pool. Yeah. Good teachers. Yeah. A lot of sports. And the last one? Students from other countries. Tức là đây là một số những cái điều mà có thể là quan trọng đối với mình đúng không? So nên you can choose one of them or you can think about another. Mình sẽ có thể chọn ở đây hoặc là mình nghĩ ra. Tell me. Mình có thể chọn hai thứ được không cô? Yes, of course.
Hai thứ này mình sẽ diễn đạt. Remember the to be. À đúng không ạ? Who friends y em nói từng câu một cô ạ, em nói từng câu một. Mình có thể gộp vào luôn một câu, it's okay. Để nếu mà gộp vào thì mình sẽ dùng and và sau đó to be are. Còn nếu không từng câu thì mình sẽ nói because. Yeah. Good friends is important for me because I can exchange homework with my classmate. Okay, cool. Yeah. Good friend only to exchange homework. Yeah. Oh, and you can play with them, have fun with them. Yeah. Good teachers is important for me too, because I can ask and học hỏi không? Learn more and learn them. More lessons in knowledge. Yes. Thank you. Next exercise. Now you will see the picture and guess the subject. It is very easy. Last exercise. Giờ mình sẽ đoán môn học đúng không? Nhìn bức tranh mình đoán môn học. Bức tranh đầu tiên. Math. Is math. Yeah, very easy. Is art. Yes. It thể dục không? Môn thể dục là gì nào? PE. It PE. Yes. PE. Yeah. Okay, that's all for today. So, can you tell me what have we studied today? We studied today. We studied today practice about listening and reading. And vocabulary. What topic? Chủ đề gì nhỉ? Chủ đề là. Sao mình học liên quan đến chủ đề gì? School hay sao nhỉ cô nhỉ? Yeah, school. Yeah. Các kiểu trường học đúng không? Yeah. Các môn học là gì nhỉ? Môn English. Học là lesson. Lesson. Lesson là tiết học. Còn môn thì là toán subject. Này. Subject. PE. Yeah, subject. Okay. Hey. And about grammar. Remember một số động từ. Sau nó là verb ing, ví dụ như động từ gì nhỉ? Động từ love cộng verb ing hoặc động là từ, like. Động từ mà cô, động từ verb là tính từ mà. No. Love is a verb. Động từ. Mình học tiếng Việt đúng không? Mình có cái cách như là hãy đừng chớ đúng không? Hãy yêu, đừng yêu. Yeah. Động từ nhá. Yeah. Okay. Nhớ là động từ sau đó là có một số động từ thôi nhá. Sau đó cộng với verb ing thì nhắn cho cô cái ngữ pháp này. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Remember to use your homework. Yeah. No. Là sao? No. No. Do you remember? Remember to do your homework. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Bye bye. Goodbye teachers. Have a good night. Xong. Tắt cái ban đề ca này đi.